Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi Sách Đời Tư Duy Việt Nam năm 2022. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Huỳnh Ngọc Minh Vy. Mình 14 tuổi và hiện tại mình đang học tại trường Trung học Cơ sở Y Đức. Ba từ điển nói về mình là hòa đồng, sáng tạo và hiếu thảo. Mong mọi người hãy ủng hộ cho mình. Các bạn thân mến, một năm học mới đã bắt đầu. Và chúng ta ở trên trường chắc hẳn sẽ học rất nhiều bài. Và bài nào cũng sẽ rất là dài và khó học đúng không nào? Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một phương pháp học tập thông minh mà rất dễ nhớ, học nhanh, nhớ lâu. Đó chính là phương pháp vẽ sơ đồ tư duy. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về lợi ích hay ứng dụng của sơ đồ tư duy vào trong học tập nhé. Nhìn vào sơ đồ, chúng ta thấy 5 nhánh tương ứng với 5 hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về lợi ích của sơ đồ tư duy. Hoạt động thứ hai sẽ là cách mình luyện tập vẽ sơ đồ tư duy. Hoạt động thứ ba sẽ là ứng dụng của sơ đồ tư duy trong học tập. Hoạt động thứ tư sẽ là cách mình lan tỏa sơ đồ tư duy. Và hoạt động cuối cùng là hoạt động thứ năm sẽ là cam kết của bản thân mình về việc vẽ sơ đồ tư duy nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lợi ích của sơ đồ tư duy nhé. Sơ đồ tư duy giúp kích thích hai bán cầu não trái và bán cầu não phải và còn phát huy được tính sáng tạo và tư duy của bản thân. Và sơ đồ tư duy giúp sắp xếp thông minh nhiều thông tin, ngoài ra còn liên kết những thông tin một cách hệ thống. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đoạn thứ hai, chính là cách mình luyện tập vẽ sơ đồ tư duy nhé. Và đây chính là cách mình luyện tập vẽ sơ đồ tư duy. Mình vẽ sơ đồ tư duy hàng ngày và hàng tháng. À, mình vẽ một cách đều đặn và thường xuyên. Ngoài ra mình còn xây dựng thời gian luyện tập một cách hợp lý và đầy đủ. Và mình còn luyện tập lọc từ khóa và vẽ hình ảnh minh họa một cách chính xác. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hoạt động 3 và cùng tìm hiểu về ứng dụng của sơ đồ tư duy nhé. Ứng dụng của sơ đồ tư duy trong học tập là giúp bài học trở nên ngắn gọn hơn, dễ nhớ hơn nhưng vẫn đầy đủ thông tin. Ngoài ra còn giúp hiểu nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Còn đối ở trên lớp thì sơ đồ tư duy giúp tóm tắt bài học một cách dễ dàng và giúp chúng ta tự tin chia sẻ và nêu được ý kiến. Ngoài ra còn sơ đồ tư duy còn giúp tóm tắt nội dung chính của bài học. Tiếp theo chúng ta sẽ đến hoạt động thứ tư là cùng tìm hiểu về cách mình lan tỏa nhé. Mình lan tỏa sơ đồ tư duy cho những người xung quanh mình và bạn bè, thầy cô, mình sẽ giới thiệu về lợi ích của sơ đồ tư duy. Ngoài ra, mình còn giới thiệu về phương pháp học thông minh, đó chính là phương pháp vẽ sơ đồ tư duy áp dụng vào bài học. Cuối cùng chính là hoạt động thứ năm sẽ là cam kết của bản thân mình nhé. Cam kết của bản thân mình là mình sẽ thường xuyên áp dụng sơ đồ tư duy vào bài học và mình sẽ chăm chỉ luyện tập vẽ sơ đồ tư duy và sẽ lan tỏa phương pháp học thông minh này cho nhiều bạn khác. Và ngoài ra mình sẽ chia sẻ lợi ích của sơ đồ tư duy cho mọi người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những tuần tiếp theo.